Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến kênh Thảo Dược Thầm Sa nha. Và sau này tiếp tục chia sẻ mọi người một cái thuốc trị yếu sinh lý này, xuất tinh sớm rất là hay. Và trước mặt các bác đây chính là lấm lục thu dung nha. Ngày hôm nay thì Sa đặt thương lái của Trung Quốc để đặt về phục vụ cho anh em nào ngâm rượu hoặc là nấu cao. Sa đặt thì đặt tươi luôn nha, không đặt hàng khô nha. Hàng khô thì hay bị rút chất nên Sa phải đặt hàng tươi về. Lấm lục thu dung thì có tác dụng bổ thận, tráng dương, đứng đầu bảng rất là tốt. Chữa các trường hợp như là khó cương cứng này, rối loạn cương dương này, xuất tinh sớm này, nhanh da này, giúp tăng cường sinh lý này, chưa hết muộn cả làm nữa cũng rất là hay. Lấm lục thu dung này vừa có thể ngâm rượu mọi người sẽ rửa sạch đi, chúng ta sẽ ngâm nước vo gạo khoảng 6 tiếng rồi chúng ta sẽ mang đi kết hợp các vị thuốc khác như là kỳ từ đó này, lá dâm dương hoắc này, đỗ trọng bắc này, dây tơ hồng xanh này, củ ba kích tím rừng này, hay là quả châu cổ này, cây ngũ gia bì này, rễ cây cỏ xước này, bố vị 300g khô, chúng ta sẽ ngâm với 10 đến 15 lít rượu trắng nha. Ngày hôm nay thì Sa đã bốc cho các bác để bác các bác về ngâm rượu nha. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, ba kích rất là chất này, kỳ tử Sa cũng nhập rất là chất này. Mọi người mang bài chỉ việc ngâm thôi, chúng ta sẽ ngâm khoảng 1-2 tháng chúng ta có thể sử dụng được. Một cái bịch này sẽ được cần khoảng 3 cân nha. Mỗi ngày 1-2 chén nhỏ thì uống được rất là lâu và rất là chất lượng nha. Nhiều bác có hỏi hàng rẻ thì Sa không làm hàng rẻ nha, bởi vì nó không chất lượng nên Sa làm hàng rất là chất lượng cho các bác. Giá chỉ có 3 triệu đồng thôi, rất là thơm nha mọi người nha. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, Sa sẽ cân lên cho mọi người xem này. Nó vào 2,6 cân nha, Sa đóng đi để gửi cho các bác ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Bác nào cần cao cũng có cao nha, và có cả rượu ngâm cũng có rượu ngâm, Sa sẽ gửi một liệu trình gồm cao và rượu ngâm. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đây, cực kỳ là chất, cực kỳ là khỏe nha. Rất nhiều các bác đặt thì Sa bây giờ mới đủ cho các bác nha. Bác nào cần thì có thể liên hệ lại cho Sa có số điện thoại 0962 792 576 nha. Dược liệu thì đang trên đường về nha. Lấm lục thu dung thì các bác ấy đang đào sớm về Việt Nam này thôi. Nếu bác nào cần, ngày xưa không có thì có thể liên hệ trực tiếp với Sa, Sa sẽ bốc gửi cho mọi người nha. Và thời gian vừa rồi thì Sa rất là bận, không để làm để gửi cho các bác được. Đấy, các bác phải thông cảm, bởi vì làm ra một thuốc chuẩn này mất rất là nhiều thời gian nha. Bác nào không uống được rượu thì có thể lấy cao. Đấy, rất là tiện lợi, rất là dễ sử dụng, rất là khỏe nha. Giá thì chỉ có 3 triệu thôi cho một thang thuốc ngâm đấy, và chúng ta sẽ ngâm được rất là nhiều. Sa cứ báo giá luôn cho các bác nào đỡ phải thắc mắc nha. Còn bác nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Sa, hoặc là các bạn có Zalo có số điện thoại 0962 792 576 nha. Nhiều bác có hỏi là có Sa có thể làm sẵn và gửi luôn cái bình thủy tinh được không? Sa xin trả lời các bác là cái bình thủy tinh nó rất là dễ vỡ và rất là khó vận chuyển, nên đơn vị vận chuyển không nhận bình thủy tinh nhé, nên Sa không thể gửi được. Mong các bác thông cảm. Đấy, Sa chỉ có thể gửi nguyên liệu thô để các bác tự ngâm nhé. Các bác cũng không phải ngâm quá lâu đâu, ngâm tầm 1-2 tháng là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Nếu các bác có thời gian, có thể để lâu thì càng ngon, càng uống càng chất nha. Vâng, vừa rồi Sa có chia sẻ một phương pháp chữa yếu sinh lý này, xuất tinh sớm từ củ lấm lục thu dung. Mọi người xem video hay, hãy nhớ chia sẻ thật rộng rãi cho bạn bè và người thân của mọi người. Những ai mà đang bị yếu sinh lý này, xuất tinh sớm này, hay là rối loạn cương dương, khó cương cứng, áp dụng ngay nha. Và sau đây Sa xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ và đồng hành cùng Sa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào.